Ủy ban châu Âu EC ngày 17 tháng 4 nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ cần nỗ lực thể hiện thiện chí hơn nữa để có thể trở thành thành viên của Liên minh châu Âu. Trong báo cáo mới nhất về tiến trình gia nhập EU của Ankara, EC cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ chưa đáp ứng được điều kiện mà khối này đưa ra, trong đó có vấn đề dân chủ và luật pháp. Theo EU, Thổ Nhĩ Kỳ chưa thực sự nỗ lực để trở thành thành viên của khối và những mâu thuẫn gần đây của nước này với các quốc gia EU không có lợi cho các mối quan hệ láng giềng tốt đẹp. Trong báo cáo của mình, EC đã nhấn mạnh vào những tranh cãi giữa Ankara và một số nước EU, trong đó có việc Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hai binh sĩ Hy Lạp cùng tuyên bố ngăn cản chính phủ của người Síp gốc Hy Lạp khai thác dầu mỏ và khí đốt. Báo cáo của EU nhấn mạnh những căng thẳng tại vùng biển Aegean và Đông Địa Trung Hải không có lợi cho các mối quan hệ láng giềng, đồng thời làm ảnh hưởng tới an ninh và ổn định trong khu vực. Các mối quan hệ song phương giữa Thổ Nhĩ Kỳ với một số quốc gia thành viên EU đang trở nên xấu đi, thậm chí đôi lúc mang tính khiêu khích và công kích nhau. Do đó, Thổ Nhĩ Kỳ cần phải cố gắng thực hiện cam kết duy trì các mối quan hệ êm thấm với các nước xung quanh. Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối trả tự do cho hai binh sĩ Hy Lạp bị nhà chức trách Ankara bắt giữ hồi tháng trước với cáo buộc xâm nhập trái phép lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Đáp lại báo cáo của EU, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng EC không nắm rõ về thực trạng của quốc gia này và đã chứng tỏ sự thiếu thiện chí để có thể thấu hiểu những khó khăn mà nước này đang trải qua. Ankara cũng cho rằng những đánh giá của EC là không khách quan và thiếu công bằng. Mặc dù vậy, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozak khẳng định trở thành thành viên đầy đủ của EU vẫn là mục tiêu bất biến của Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ khởi động các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu từ năm 2005. Tuy nhiên, cho đến nay, hai bên mới chỉ thảo luận 16 trong tổng số 33 chương. Quan hệ giữa EU và Ankara đã gia tăng căng thẳng sau khi chính quyền của Tổng thống Tayyip Erdogan đập tan cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 6 năm 2016.